lần thứ 8 mà tôi được đón cùng với lại các anh chị em đồng nghiệp của báo VnExpress. Bây giờ cũng vậy, các anh chị đồng nghiệp từ những báo khác và những cái đối tác mà mình đang hợp tác đều sẽ gửi những cái lời chúc mừng hoặc là gửi những cái lẵng hoa, những cái món quà nhỏ nhỏ xinh xinh giống như là bánh kem đến cho mình. Và hầu như là năm nào cũng rất là tất bật từ sáng cho đến chiều giống như là sinh nhật của mình vậy. Rất tất nhiên là mình rất là hạnh phúc vì điều đó. Tôi có rất là nhiều những người bạn làm chuyên gia trong ngành những cái lĩnh vực khác nhau, kiều bào ở nước ngoài, giống như là thân nhân của mình vậy đó, thì họ bảo là họ chỉ tin đọc một tờ báo duy nhất là tờ báo VnExpress, tại vì họ tin rằng VnExpress luôn đưa tin đúng sự thật. Thôi là có những cái ngày mà 29 Tết, lúc đó là tất cả mọi người đã nghỉ rồi, nhưng mà xảy ra một cái sự việc, đó là đám tang của một nghệ sĩ nào đấy, thì mình lại phải bắt laptop và máy chụp ảnh lên mình đi làm. Mình nghĩ là cái dịp này thì cũng như vậy thôi, không có gì buồn cả, tại vì ở đây mọi người cũng thấy là rất là nhiều hoa tươi và cũng nhiều món quà mà độc giả gửi về cho mình, thì cái đó là điều quan trọng nhất, là mọi người vẫn luôn nhớ đến cái sự tồn tại của tờ báo mình. Đây là lần thứ hai anh đón sinh nhật báo ở công ty của mình, thì cảm xúc đầu tiên thì là cảm xúc bồi hồi. VnExpress và FPT Online là cái nơi mà mình cảm thấy như là mình sống thật với bản thân mình nhất. Và một cái nữa là thấy mọi người lúc nào cũng hừng hực chiến đấu. Thì hôm nay là sinh nhật báo, nhưng mà có những cái sự kiện quan trọng và hầu hết các anh chị phóng viên đều đi tác nghiệp bên ngoài, thì em xin chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe, ngày càng vững tin vào cái con đường mà các anh chị lựa chọn, vì đằng sau của anh chị luôn là sự ái mộ và sự tin tưởng của rất nhiều người, đơn